đâu cái giờ vậy quậy giờ lên hả? Đâu đâu rồi đâu, em xin chào quý anh chị cô bác nha. Thì hôm nay em đổi bữa em đổi là Nam Tà Gia Lê đó, là số 64 là 64 nè anh chị, Gia Lê nè, ngày 19 tháng 5 đó. Con chim có nè, con chim nó ba có kìa kìa, nó gáp nàng đó bạn. Đâu thì hôm nay giữ hai tà đây, rồi em cũng đổi là con 4306 nha anh chị, 4306 đây hai tà thứ sáu luôn, ngày 19 tháng 5 cũng do lơ luôn nha anh chị. Đây nè, 4306 đây, 4306 đây, giờ 6 nha anh chị, là hơi tà 800 ngàn hả, một tà 400 ngàn nha anh chị, giờ 6 đúng không, 400 ngàn tà đúng không, 400 giờ 6 anh chị, anh nè 4306 hả, 4306 đây, 4306 rồi thì trúng là trúng 4306 đây, giờ 6 ngày 19 tháng 5 do lơ nha anh chị. Đó là hơi tà tốt trong ngon, với hơi tà này nữa là 1 triệu hết. Đó, thì em quay cho anh chị mình xem. Thì nói vậy cho mình bỏ ra 10 ngon mua tà dây số. Đó. Thì biết đâu nó hơn hay thì nó cũng vô nhiều. Đó, nó vô những cái con số lớn nha anh chị. Thì hôm nay em hôm nay là ngày 21 tháng 5 này, chủ nhật này, thì em bón mấy cái đời công tâm nha anh chị. Bón từ sáng giờ cũng còn số cũng không nhiều. Đó, 93 này. 84 này, ngày 21 tháng 5 chủ nhật 2023 03 51 00 38 12 92 43 30 46 36 7 74 65 68 54 28 86 95 đó. Đó là công tâm nha anh chị. Đó, để em quay lại cho anh chị xem nè, 68 nè, 54 nè, 28 nè, 65 nè, 34 nè, 37 nè, 46 nè, 95, 86 nè, 28, 54 nè. Đó là công tâm đại chính hôm nay ở quê em nha anh chị. 93 nè, 84 nè, 03 nè, 51 nè, 00 nè, 38, 12 nè, 92 nè, 47, 30. Đó nha anh chị. Đó. Rồi thì mấy hôm nay thì do công việc cũng bận rộn quá nha anh chị. Tôi nhiều khi không quay với số trúng đưa cho anh chị mình xem thì cũng buồn. Đó thì có một cái video em đang chỉnh sửa có gì em đưa đây. Mà mấy hôm nay mắc lồn. Xe cộ nhiều quá anh chị này thấy không? Xe cộ rất là nhiều. Em sửa xe má hòn gió đó. Đó. Rồi rồi sửa xe hộp đạp điện, rồi làm đủ thứ nha anh chị. Cái này là công việc nó cũng nhiều, mấy hôm nay là không có quay được. Công việc khách ta hấu quá là không quay được nha anh chị. Đó, thì hôm nay có cái đợt cũng chủ nhật hôm nay ngày qua két số rồi hả? Két, đây là số két rồi nha anh chị. Đợt thứ quý két rồi. Két bắt đầu rồi anh chị, đây tỏa số là két rồi nha anh chị. Đây này, con số sao hờ làm 43. 07 nè, 80. Đó. 07 nha anh chị, hờ làm, sao hờ. Dạ mình các mấy cái đờ phụ thường Thiên Huế nha anh chị. Thường thường ở quê mà ta mua đờ chính nhiều hơn. Ngày hôm nay công tâm đó, chủ nhật. Còn đờ phụ thì ta ít có mua hơn. Nhiều người ta không mua thôi chứ ta mua cũng nhiều lắm nha anh chị. Ta mua nguyên hơn 10 tờ luôn, một sắp luôn đờ phụ nha anh chị, hơn 10 tờ lận. Do có bón một mình bón thôi cho nên là bón khi mà bác không có chia số đại chính thôi, còn đại phụ nữa là bác làm biến không nghe, có nghĩa là không có thời gian. Không có thời gian chứ không phải làm biến thêm nghỉ vậy, không có thời gian. Hoặc làm biến gì đó là không có chia cái dây số phụ ra cho nên giấy phụ em có hơn 10 tờ đó. Đó. Do đại lý em bác lớn tuổi rồi, 95 có 15 tuổi rồi cho nên là chắc là cũng cơ thể nó cũng yếu cho nên là không có chia đại phụ. Cái này là hơn 10 tờ lận, là khó bón hơn, số ít hơn. Hả? Mẫu số là hơn 10 tờ. Rồi thì giờ này cũng gần trả số, cho nên là em cũng tranh thủ mới vừa lập cái yên sang cho khách. Thì em cũng quay cái buổi số này em không có nhà, cho nên em cũng không có quay cái ông khách mà ông nào trúng. Có camera nhà qua, nhưng mà mấy xíu nữa em sẽ xem lại thử anh chị. Số nhận tiền ở ngoài đây nè, chỗ đây.
chú đây luôn mà, chú đây không biết camera kia nhìn thấy không đâu. Thì video đến đây em cũng xin tạm dừng nha anh chị. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều đã yêu mến và ủng hộ kênh YouTube bao nhiêu số kim gỗ của em. Chúc cho anh chị chiều nay may mắn phát lộc phát tài, chúng hiện tại với số đặc biệt nha anh chị. Rồi video đến đây em xin tạm dừng nha anh chị.